Trong gần 10 năm nay, cứ đúng 8 giờ 45 phút tối, đều đặn vào thứ ba hàng tuần, dù là những ngày trời đêm lạnh hay những buổi hè nóng bức, căn nhà nhỏ nằm sâu sau ga Hà Nội lại rộn ràng với sự xuất hiện của một tốp các bạn trẻ. Trong nhà, la liệt trên sàn là các thùng sữa, bánh mì, đồ ăn, nước uống và cả thuốc thang. Các thành viên cho chuyến xuyên đêm không ai bảo ai, mỗi người đều tự động sắp xếp lại đồ dùng, nhu yếu phẩm mang theo thật gọn gàng và cẩn thận. Họ nâng niu trân trọng những thứ đồ ấy, bởi chỉ một lúc sau, đó sẽ là những món quà đầy ý nghĩa, được trao tận tay cho những số phận bất hạnh không nơi nương tựa. Có những người đã gắn bó với hội từ những ngày đầu, cũng có những người đây là lần đầu tiên được đến dự, nhưng có một điểm chung trên gương mặt họ là sự vui vẻ, háo hức, chờ đón được đi thăm những vị khách quen thuộc của mình. Những túi quà được dán mác hội từ thiện đêm như toát lên sứ mệnh đặc biệt của nó. Mình tên là Trần Minh Quân, hiện năm nay mình 31 tuổi và mình là hội trưởng hội từ thiện đêm. Vào những cái năm mình còn trẻ thì mình đi lượn phố ở Hà Nội rất là nhiều. Thì mình có thấy những cái cụ già lang thang ngoài trời mưa rét ấy. Sau đấy thì mình đã về cùng nói chuyện với các bạn của mình để tạo dựng cái hội từ thiện đêm. Ngày đấy thì toàn là sinh viên với nhau thôi, cho nên là mỗi người góp một tí, người cái bánh, người chai nước, hộp sữa, hay là cứ đi với nhau hàng tuần đến bây giờ. Khi đồng hồ điểm 21 giờ đêm, hành trình thiện nguyện của đoàn bắt đầu. Trường hợp của ông Huấn, bà Hoa. Ông Huấn thì năm nay 88 tuổi và bà Hoa là 78 tuổi. Bà Hoa thì không biết chữ ạ. Ông Huấn thì cũng khá là cao tuổi. Ngoài ra thì ông có bệnh về hô hấp nên thỉnh thoảng ông vẫn phải nhập viện. Ông cũng không làm được gì ạ. Bà Hoa thì khỏe hơn một chút, thì hàng ngày bà vẫn đi bán trà đá để kiếm thêm thu nhập. Có một khoảng thời gian thì quán trà đá không được bán nữa thì bà có đi nhặt phế liệu để kiếm thêm thu nhập ạ. Bây giờ thì cho mình xin 7 suất quà, mình sẽ vào để nói chuyện với ông bà nhá. Mọi người lưu ý là mình sẽ có 3 tầng và có 7 trường hợp ông bà, nên mọi người chia nhau ra để nói chuyện với từng trường hợp ông bà ạ. Bắt đầu từ năm 2021, hội từ thiện đêm đã dần dà nhen nhóm một ý tưởng táo bạo. Các thành viên chung tay tìm kiếm phòng trọ, tiêu chí là nhà ở được, giá không quá cao để dành cho những người thực sự khó khăn có nhu cầu ở. Sau khi tìm được phòng, các thành viên của hội từ thiện đêm cùng nhau sửa sang, sắm thêm chăn đệm và các vật dụng, rồi mời những chủ nhân đặc biệt vào ở. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, tức đầu năm nay, căn nhà chung 3 tầng chính thức được đặt tại 12A Lý Nam Đế, hiện đang có 7 cụ sinh sống. Thì đầu tiên thì làm ít thì không có tiền thuê, thì gặp được đoàn thì nhận xét thì hỏi đầu đuôi thì đưa về, thì từ bấy giờ đi thì phấn khởi để giúp đỡ đi. Tiền nhà tiền cửa không phải lo, thì là mình thì đi làm thêm đồng rau đồng muối để được thế nào hay thế đấy, không phải mưa nắng thì mình được nghỉ, trước ở ngoài thì mưa thì mặc hai áo mưa mà đi mưa bão phải đi. Chủ yếu hôm mình có tính đến mình thấy khổ quá, nghĩa là cứ chỉ bằng nửa chỗ này thôi, chỉ khoảng độ 5-6 mét vuông. Ngày nắng ngày mưa thì coi như nắng thì ở được, được thì mưa thì nó đổ nó chảy nước vào cứ phải quét. Thế anh cô anh mới thấy xe anh mới đưa sang Ninh Quang ấy chứ, từ Trần Văn Cáp đưa sang Ninh Quang. Thì anh đây ở thứ nhất là điều kiện nhà cửa sạch sẽ vui. Đoàn tiếp tục di chuyển đến các điểm dừng tiếp theo. Đoàn xe hơn chục chiếc xe máy nối đuôi nhau chạy ngược lên phố cổ, tiếp nối cho hành trình đặc biệt của những người tử tế. Các thành viên của hội từ thiện đêm luôn mong muốn truyền cảm hứng và có chung một mục tiêu cao cả, đó là giúp ích cho xã hội, muốn làm các công tác chăm lo đến những người già và trẻ em vô gia cư, người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường, xây đường, tu sửa điểm trường.
những chuyến hành trình tử tế ấy đã liên tục được duy trì và ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Giờ bố nó đây này, bố nó đi tù rồi, còn mẹ nó thì cứ tình trạng ấy, bà họ lo đóng tiền thì về với con, chưa đi dự án đâu, hãy bé thôi, bé chưa đầy gần 8 tháng rồi. Đối lập với sự phồn hoa và ánh sáng lung linh của nhịp sống đô thị, dưới những góc tối vẫn còn đó những người vô gia cư ngồi lặng lẽ, đối chọi với những ngày trái gió trở trời. Quãng 11, 12 giờ đêm, khi cả thành phố dần chìm vào giấc ngủ, thì đây đó vẫn có những con người tử tế, rong ruổi trên những cung đường thăm thẳm và đầy sương, mặc kệ đêm đông giá rét để thăm nom, gieo duyên lành đến những hoàn cảnh thiếu thốn, cơ hàn. Những chuyến từ thiện ấy diễn ra âm thầm, tĩnh mịch như đêm tối, nhưng lại lặng lẽ thắp sáng cho những phận đời cơ cực. Trên cái con đường làm từ thiện từ đối với mình thì là từ 2015 tới nay, thì mình cảm thấy cái việc mà làm thế nào để giúp họ được lâu dài là cái đấy là cái mà cả nhóm đều đang rất là trăn trở. Ví dụ như là các cụ già thì mình phải tính đến những cái phương án như thế nào để có thể hỗ trợ được các cụ được lâu nhất có thể. Và mình phải tính đến cả cái vấn đề sau này khi mà các cụ có nhỡ nhàng vấn đề gì xảy ra thì mình sẽ phải xử lý như thế nào. Thì tất cả những cái đấy đều nhóm mình đều đang rất là trăn trở về những cái vấn đề đấy. Thì cái việc mà khiến cho chị cảm động nhất đấy chính là các cụ hiện tại cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn mặc dù là đã lớn tuổi rồi nhưng mà các cụ vẫn luôn rất là yêu đời, vẫn rất là vui vẻ và đón nhận, tức là các cụ không cảm thấy mình là thiếu thốn bất kể một cái vấn đề gì cả về vật chất hay là cả về tinh thần, và các cụ luôn luôn có một cái gọi là cái tinh thần rất là vui tươi và đón nhận tất cả. Thì cái đấy thì làm chị khá là cảm động về những cái chuyện nhỏ như thế. Chị nói đơn giản như là ông Quyền là hiện tại đang ở trong nhà chung của bọn chị. Ngày xưa là ông hay nằm ngủ ở chỗ chữ Quốc Đạt mà đối diện với cả bệnh viện Phụ sản Trung ương ấy. Thì ngày xưa là ông có một cái bậc thềm và có một cái mé hiên tre rất là to và bậc thềm rất là rộng ở đấy, thì ông có thể nằm ngủ ở đấy. Thì so ra thì là những người vô gia cư như thế là họ vẫn còn có chỗ để che mưa che nắng, nó vẫn là vui vẻ và hạnh phúc. Thì khi mà bắt đầu xuất hiện vấn nạn vô gia cư giả thì ở tại cái khu đấy nó lại rất là hỗn loạn và thường xuyên là gây ra những cái việc gọi là đánh nhau, chửi nhau, cướp quà, rồi gọi là đuổi người vô gia cư thật đi chỗ khác để lấn chiếm địa bàn và để thu nhận quà của người khác. Thế nên là ông đã phải chuyển sang từ bên đấy sang cái bến xe buýt đối diện. Và cái hình ảnh mà khi mà một thời gian sau bọn chị gặp lại ông thì nó lại là cái hình ảnh mà ông phải ngồi ngủ ở trên cái bến xe buýt, tức là xe đạp thì để cạnh cái ghế và ông ngồi trên cái ghế xe buýt ấy, và ông gục trên cái yên xe đạp và ông ngủ. Và ông ngủ như thế từ sáng, từ đêm cho đến sáng. Thì cái hình ảnh đấy thực sự là nó gây cho chị rất là bức xúc. Những người vô gia cư ở lại chốn phồn hoa, mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện đáng thương. Tại điểm dừng chân nhà ga Hà Nội, có một người đàn ông nằm ngủ không mặc áo, trên người chi chít vết muỗi đốt. Theo giới thiệu của các thành viên trong nhóm từ thiện đêm, người đàn ông này đã bị khuyết tật ngôn ngữ nên không thể giao tiếp bình thường. Khi hội từ thiện đêm mang hộp thuốc đến, ông xin thêm một vỉ thuốc đau đầu, còn thuốc đuổi muỗi, ông vẫn còn nên xoa tay không nhận thêm, để phần dành cho người khác. Khi mà tham gia nhóm thì mình thấy là các bạn, anh Quân và các bạn có sự tìm hiểu, có chọn lọc, và những cái món quà mà bọn mình ủng hộ ấy, nó đến đúng tay của đúng người cần những món quà như thế. Sau khi mà mình tham gia đi cùng nhiều ấy, mình thấy những trường hợp như kiểu là người vô gia cư giả, người ta khi mà mình vừa đến thì nhóm vô gia cư giả người ta ùa ra, và lúc đấy thì mình cũng rất là sợ, nhưng mà khi mà vừa nói là đây là nhóm anh Quân thì họ lại đi vào, tại vì đều là anh Quân tham gia phát quà khá là lâu rồi và họ đều là quen mặt rồi ấy. Ấn tượng nhất thì chắc là về việc trường hợp về những cái em nhỏ
em nhỏ bị mang ra ngoài đường. Đấy là trường hợp mà mình thấy vào mùa đông, cách đây thì như là mùa đông 2022. Đấy là trường hợp em nhỏ mà bọn mình đã khá nhiều lần thuyết phục em, mẹ của em ý là đừng cho em ý ra ngoài đường nữa. Và một cái nhóm nhóm từ thiện khác ấy, cái nhóm đấy là chuyên làm về, tức là chuyên giúp đỡ các trẻ em ấy, thì nhóm đấy đã thuê nhà trọ cho cái người mẹ đấy và để cho đứa nhỏ đấy không phải ra ngoài đường. Sau nhiều lần kiểu nhóm mình cũng tặng quà và kiểu thuyết phục người mẹ đấy không ra ngoài đường, nhưng mà người ta vẫn như thế ấy. Đến tận bây giờ thì vẫn thế. Đấy là trường hợp mà mình vẫn thấy là không biết là sau này khi mà những đứa trẻ mà bị ra ngoài đường như thế thì tương lai của những đứa trẻ đấy sẽ như thế nào ấy. Ở khu vực đường Hai Bà Trưng, mặc dù có nhiều người không phải vô gia cư nhưng cũng phi xe tới, giấu xe vào chỗ kín, ngồi chờ nhận quà rồi xong đêm sẽ thu gom các chiến lợi phẩm có giá trị về để bán, đồ ăn thì đem vứt đi. Để xác minh được đâu là vô gia cư thật hay giả, Hội Từ Thiện Đêm đã thành lập đội Spy Team với nhiệm vụ đi xác minh cụ thể từng trường hợp. Nhóm sẽ đi theo chân từng người trong thời gian dài, nếu thực sự khó khăn sẽ được đưa vào danh sách hỗ trợ. Nếu trước đây, tình trạng bảo kê, chen dắt các nhóm ăn xin đã là một vấn nạn nhức nhối, thường xuất hiện tại các khu vực ngã ba, ngã tư ở Hà Nội để trục lợi từ lòng thương của người đi đường, thì giờ đây lại là thời thế của nghề vô gia cư. Nhiều người coi nghề vô gia cư là một nghề hái ra tiền bởi nguồn lợi từ những món quà từ thiện hàng đêm có thể lên đến hàng triệu đồng. Trước sự trắng đen lẫn lộn, những thành viên trong nhóm Hội Từ Thiện Đêm đã đứng lên góp phần dẹp nạn vô gia cư giả mạo, giúp những món quà của các bậc mạnh thường quân có thể đến đúng nơi, đúng chỗ, đúng tay người cần. Duy nhất ngày hôm nay gọi là em được một trải nghiệm, một cái cảm xúc nó khó nói thành lời. Có một cái trường hợp là em đứng ngay tại đấy em khóc luôn. Em đứng ngay tại đấy em khóc là cái trường hợp của bà mà bế em bé. Em thương em bé và thậm chí là kiểu em bé rất là hiểu chuyện luôn ấy. Thế em cứ đứng đấy em khóc. Và cho đến khi mà em bước vào cái ngôi nhà chung ấy, ngôi nhà chung của mọi người chung tay vào đấy, em nhìn thấy cái biển là ngôi nhà chung thì em đã kiểu trong lòng em đã kiểu wow ấy, kiểu một cái cảm xúc nó tuyệt vời ấy. Bởi vì là để xây ra được một cái nhà như vậy mà thậm chí là đầy đủ trang thiết bị như vậy, nó không phải là một cái chi phí nhỏ. Thế là lúc mà thậm chí là khi mà em bước vào em gặp những cái ông bà ở bên, những ông bà bên trong ấy, thậm chí là mọi người còn được chụp những cái bức ảnh làm kỷ niệm ấy, kiểu cảm xúc em không thể diễn tả được luôn, em thấy tuyệt vời thật sự luôn ấy. Sau quãng đường dài mang những món quà đến cho người vô gia cư và không nơi nương tựa kết thúc, cũng là khi đồng hồ đã chuyển sang một ngày mới. Lúc này các thành viên ngồi lại với nhau, vừa để kể cho nhau nghe những trải nghiệm hạnh phúc, vừa để tổng kết lại hoạt động của cả nhóm trong suốt một tuần qua. Hình ảnh các bé ở những cái điểm trường xa xôi, các bé đang chơi những quả bóng, chỉ là những quả bóng bình thường thôi nhưng mà rất là khó để mà bố mẹ có thể mua cho được các cháu những quả bóng như thế này ở những cái vùng sâu vùng xa, nên là bọn mình đã tổ chức những cái chương trình vui chơi cho các cháu. Bọn mình có mang sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và những cái buổi văn nghệ cắt tóc, cắt móng chân móng tay, những cái bữa cơm cho các cháu. Nếu các bạn muốn đi tình nguyện từ thiện đêm ở Hà Nội thì mình khuyên là nên chọn những thì mình khuyên là nên đi theo sự dẫn dắt của những đội đã đi trước để không trao món quà đến nhầm người và không bị cướp hay là giật những cái món quà của mình. Với những cái chương trình ở những cái vùng xa, vùng sâu hoặc là trên những cái vùng biên giới thì cái điều quan trọng nhất mình muốn mọi người hướng đến là sự minh bạch trong từ thiện. Vì gần đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều các cái loại từ thiện biến tướng, cho nên là rất mong mọi người giữ được cái sự trong sạch trong khi đi từ thiện để các những người yếu thế, những em nhỏ vùng cao là những người được nhận tất cả cái sự hỗ trợ đấy. Cái việc mà đi chống lại các những người vô gia cư giả hoặc là bảo kê thế thì tốt nhất là không nên lan rộng, vì các bạn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Bọn mình thì đã có qua huấn luyện và có gọi là rất nhiều các phương án đề phòng, thì bọn mình đã từng phải đối đầu với những thanh niên nghiện hút, trộm cắp, thậm chí là có những bảo kê nữa. Có những lần bọn mình sẽ có phải can thiệp tay chân một chút hoặc là
nhờ công an giải quyết. Họ có thể là thủ sẵn dao hoặc là kim tiêm trong người để chống trả khi mà bị phá hoặc là bị bọn mình ra nói chuyện. Song hành với các hoạt động thiện nguyện, Hội Từ Thiện Đêm cũng tổ chức những chuyến đi lên các nơi vùng sâu, vùng xa như Lào Cai, Lai Châu để giúp đỡ trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trên mọi bước chân của mình, anh Quân cùng các cộng sự đã gieo nụ cười và hạnh phúc đến cho bao mảnh đời bất hạnh, khó khăn. Trần Minh Quân chia sẻ, tham gia vào Hội Từ Thiện Đêm, các thành viên không cần quá nhiều nguồn tài chính hay nói những khẩu hiệu đào to búa lớn, mà ngay khi quyết định dành một chút ít thời gian, công sức và hoạt động chung đã là điều trân quý. Từ thời điểm thành lập ngày 30 tháng 11 năm 2014, Hội Từ Thiện Đêm đã xác định và lựa chọn hành trình hoạt động sẽ là một chặng đường không có điểm kết thúc. Hiện nay, nhóm Facebook của hội hoạt động ngày càng mạnh mẽ với hơn 15.000 thành viên và con số đó đang ngày càng tăng lên. Trong hành trình thiện nguyện gần 10 năm qua, những đêm khuya, khi thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ, thì những người tử tế vẫn đang rong ruổi trên những cung đường thăm thẳm. Dù cho những đêm nắng nóng đến cùng cực hay những ngày mưa buốt lạnh tê tái, thì những trái tim nồng nhiệt, nhân ái ấy vẫn toát lên sự ấm áp. Một ngày mới sẽ lại bắt đầu và các thành viên lại tất bật với công việc vốn có thường ngày của mỗi cá nhân. Nhưng đằng sau hành động ấy là niềm vui, hạnh phúc, là nụ cười biết ơn với những mảnh đời khó khăn và xa lạ.